ơi, cả lớp ơi là cả lớp ơi, cả lớp đây là cả lớp đây. Hôm nay cô sẽ thưởng vì chúng mình học rất là ngoan, nên cô thưởng cho lớp mình một trò chơi. Một trò gì cả lớp? Ui trời ơi, sao mà đáng yêu thế. Cô sẽ tặng cho các bạn một trò chơi, đó chính là trò chơi viết chữ bằng đầu. Viết chữ bằng gì cả lớp ơi? Đúng rồi, bây giờ cả lớp quan sát đầu của cô di chuyển nhé. Cô sẽ viết chữ bằng đầu như thế này. Đố cả lớp biết đây là chữ gì, cả lớp sẵn sàng chưa? Rồi, sẵn sàng này, tập trung này. Cô sẽ tưởng tượng cái bút của cô giống như cái đầu ấy. Đúng không? Cái đầu là cái bút ý. Bây giờ chúng mình sẽ cùng với cô nhá. Nhìn cô này, nhìn cô nhá. Bắt đầu viết này, chữ gì đây? Chữ gì? Comment rồi cô Hiền viết này. Này là chữ gì? À, chữ O. Một tràng vỗ tay các bạn nào, siêu thế, đúng không? Trời ơi, tưởng tượng rất giỏi. Bây giờ chữ gì tiếp theo này, chữ gì nhá. Bắt đầu này, bắt đầu chuẩn bị viết này. Chữ gì? Chữ cơ, đúng rồi. Bạn nhỏ nào trả lời đúng chữ cơ rồi, thua các bạn nhỏ nhé. Chữ cơ, đúng rồi. Tiếp tục chữ cái tiếp theo, tập trung. Tập trung là tập trung. Rồi bây giờ chữ gì đây nhá? Chữ này khó này, chữ này khó này. Chữ gì? Đố bạn nào trả lời được chữ này, chữ gì? Bạn nhỏ nào? Ôi trời ơi, đúng rồi. Trời ơi, chữ sờ. Chữ sờ, chữ x gì? Đúng rồi, vỗ tay. Ăn gì mà thông minh vậy? Đúng không? Mình có thể áp dụng trò chơi này cho học sinh của mình không? Nhưng như thế này mới bá đạo này. Viết chữ, viết số bằng gì? Đúng rồi, trò này mới là trò bá đạo. Bằng đầu thì nó nhẹ nhàng thôi. Cô sợ các bạn tung hàng cô lên, cô không dám chơi trò chơi này. Nhưng mà bây giờ cả lớp có dám chơi không? Đấy, cái bông bên này. Mình có thể viết số bằng gì? Bằng mông cũng được, đúng không? Mình áp dụng trò chơi này trẻ vui lắm. Mình mời các con lên. Trò chơi này mình chỉ cần cho học sinh lên để học sinh làm sao? Viết chữ bằng mông. Ui trời ơi, nó quay cái mông này nó viết chữ này. Ôi trời ơi, lớp ở dưới vui lắm các bạn nhé. Hãy comment một trò chơi đi. Hãy comment xuống bên dưới cô Yên, đó là gì? Viết số bằng mông. Rồi, hãy bình luận ở bên dưới cho cô biết nhá. Bạn nào không bình luận là cô giận đấy. Viết số bằng gì? Đúng rồi, chúng mình bình luận cho cô Hiên theo quy định đấy. Yêu cầu là lên gì ạ? À, vào nhóm, à, vào phần gì ạ? À? Bài viết bình luận cho cô nhé. Để cô biết là chúng mình đang nắm bắt được cái bài này. Cô tặng các bạn trò chơi viết số bằng gì? Bằng viết số bằng mông. Bạn nào muốn chơi chơi tiếp với cô nè. Bạn nào muốn chơi chơi thì vẫy cái tay là vẫy cái tay. Rồi, hôm nay chúng mình sở hữu bí kíp viết chữ bằng đầu. Viết chữ bằng gì là bằng gì? Ấy, đúng rồi, viết chữ bằng mông, giỏi quá. Rồi, hôm sau cô sẽ tặng tiếp cho lớp mình những trò chơi tiếp theo, đúng không? Và bây giờ thì cả lớp chúng mình sẽ cùng với cô sẽ có một cái chủ đề tiếp theo. Đó là cô sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái chủ đề, đó chính là cũng là anh bạn thân. Nhưng chúng mình cũng có một cái phương pháp, có một cái cách dạy tiếp theo. Đó là chúng ta sẽ sử dụng một cái phương pháp, đó là phương pháp tách số. Phương pháp gì các bạn? Tách số. Cả lớp quan sát cô Hiên này, cộng 9 thì cả lớp có đồng ý với cô cộng 9 thì sẽ bằng cộng 5 và cộng 4 không? Đúng không? Đúng không cả nhà? Cộng 9 thì bằng cộng 5 cộng 4 đúng không? Tức là cộng 9 này mình sẽ tách ra là gì? Cộng 5 và cộng 4, tách biệt ra. Sau đó cộng 8 thì mình cũng tách ra là gì? Cộng 5 và cộng mấy? Cộng 3. Tương tự chúng mình có thể viết cho cô này không? Cộng 7 thì sẽ tách ra là cộng 5 và cộng mấy? Cộng 5. Giỏi. Tương tự cộng 6 thì sao? Cộng 5 và cộng 5 cộng 1. Rồi, đây chính là phương pháp tách số ra. Bây giờ chúng mình sẽ thực hiện ví dụ với anh bạn thân theo phương pháp tách số như thế nào.
Bây giờ cô có ví dụ 5 cộng 9. Cả lớp nhìn rõ bảng cô biết không? Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đó, đây chính là những cái kỹ thuật chuyên sâu mà cô dành cho các bạn giáo viên để chúng ta biết được nhiều phương pháp, để từ đó chúng ta lựa chọn được nhiều, đúng không? Rồi, 5 cộng 9, cả lớp nhìn cô này. 5 gạt 5 xuống, cộng 9. Cộng 9 thì lúc này chúng mình tách ra, cộng 9 thì sẽ bằng cộng 5 cộng 4. Giờ mình tách ra này, cộng 5, cộng 5 thì là cộng 10 chứ 5. Sau đó cộng 4, gạt 4 lên, kết quả bằng 14. Tương tự chúng ta có 5 cộng 8, 5, chúng mình gạt 5 xuống cho cô, cộng 8, cộng 8 này sẽ bằng cộng 10. Cái gì nữa nào? Trừ 5, đúng rồi, tách 5 ra mà. Và cộng gì? Cộng 3. Kết quả chúng mình ra bằng 10, 13. Các bạn có đồng ý cô Hiên là nhìn hình tướng này rất dễ đúng không? Có dễ không? Nhưng cô Hiên hỏi các bạn một cái tình huống này. Thế thì biết khi nào thì là tách ra, biết khi nào thì dùng anh bạn lớn. Nào, biết khi nào thì chúng mình dùng công thức cộng 9 bằng cộng 10 trừ 1. Biết khi nào chúng ta sẽ dùng công thức là gì? Cộng 9 tách ra bằng cộng 5 cộng 4. Ví dụ cô có 1 cộng 9 thì sao? Đúng không ạ? 1 cộng 9 thì làm thế nào? 1 cộng 9, nếu mà lại không biết là tách ra như nào thì lại là cộng 5 cộng 4, lại là cộng 10 trừ gì? Trừ 6. Đúng không? Đúng không ạ? Thế thì ở đây cô chia sẻ này, chúng ta có thể biết được rằng là chúng ta có phương pháp tách số này. Nhưng với trải nghiệm cô Hiên ấy thì phương pháp tách số này nhìn hình tướng thì có vẻ dễ, nhưng về sau nó sẽ không cho trẻ được cái tư duy logic. Đúng không ạ? Tức là trẻ sẽ không tư duy logic được, mà trẻ phải nhớ. Thế thì biết nhớ khi nào là dùng anh bạn lớn, và biết nhớ khi nào thì để dùng phương pháp tách số này. Nên là với phương pháp này thì cô Hiên giới thiệu các bạn biết thôi. Nhưng mà để mà trải nghiệm dạy cho học sinh thì cô sẽ không áp dụng phương pháp này, mà cô sẽ sử dụng phương pháp logic. Tức là nếu không có đó, để cộng thì ta nhớ đến một công thức làm sao khác. Đúng không ạ? Cả lớp rõ không nào? Vậy thì chúng ta sẽ có rất nhiều phương pháp, nhưng mà với trải nghiệm của cô Hiên thì các bạn lưu ý, thì chúng ta để giảm thiểu cái việc trẻ phải nhớ nhiều công thức thì trẻ chúng ta chỉ cần dạy hai cái nhóm công thức trọng điểm thôi. Đó chính là nhóm anh bạn nhỏ và nhóm anh bạn lớn. Sau đó chúng ta sẽ dạy cho trẻ cái cách tư duy để thực hiện các phép tính liên quan đến chủ đề anh bạn thân. Thì đấy là cách thông minh nhất. Mặc dù nó sẽ là thách thức ban đầu, nhưng mà khi hiểu rồi thì cực kỳ bền vững. Cực kỳ dạy cả lớp bền vững. Nhưng cô vẫn muốn chia sẻ với các bạn để các bạn biết rằng có rất là nhiều cách thể hiện khác nhau, nhưng quan trọng chúng ta sẽ chọn lựa cái cách nó phù hợp nhất, nó tối ưu nhất với những cái trải nghiệm thực tế của cô Hiên trong quá trình cô Hiên dạy học sinh cũng như đồng hành với các bạn giáo viên. Đó thì đấy chính là chủ đề anh bạn gì? Anh bạn thân. Thì tương tự các bạn sẽ thấy rằng chủ đề anh bạn thân trừ thì cũng sẽ tương gì? Tương tự nhé. Cả lớp mình sẽ nghiên cứu tương tự. Vậy thì bài tập về nhà ngày hôm nay cho các bạn đó là chúng ta hoàn thiện cho Hiên phiếu anh bạn thân trừ. Phiếu anh bạn gì ạ? Tức là ngày số mấy đấy? Chính là bài tập ngày số mấy? Ngày số 6. Rồi cô muốn các bạn nốt lại trên trong nhóm Zalo cho cô Hiên đi. Đó là bài tập về nhà. Phần kiến thức chính là gì ạ? Trong phiếu bài tập 7 ngày, trang số 6 của Soro 3. Ở đây thì Hồng Lệ với Thương báo chị gì ạ? Báo các cô giáo để chúng ta làm gì? Chúng ta có bản tính thì chúng ta thực hành nhé. Thì chúng ta sắp thi rồi mà. Nếu mà nhanh thì cuối tuần này, chủ nhật tuần này chúng ta thi luôn đấy các bạn. Đó. Hôm nay thứ hai rồi, chúng mình học thêm 4 buổi nữa. Hôm nay là buổi số mấy rồi cả lớp? Mấy? Đấy, buổi số 9 rồi, đúng không? Thì cuối tuần này, chủ nhật tuần này mình sẽ gì cả lớp? Thi đấy. Được chưa nào? Nhớ nhá, chủ nhật tuần này mình sẽ thi. Tối chủ nhật này mình sẽ thi cả lớp nhá. Hay các bạn muốn thi thì thi luôn. Cả lớp có muốn thi luôn không?